Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa video từ cái kênh YouTube của mình sang cái trang web cá nhân. Ở đây, cái trang web mà mình ví dụ đó là cái trang Google Site của Google. Thì đây là một cái trang mà cho Google cung cấp miễn phí cho người dùng. Ở đây thì mình trước tiên các bạn cần phải xác định là mình muốn đưa cái video đó vào cái nơi nào. Thì ở đây mình đã tạo sẵn một cái nút là video YouTube. Ở đây mình đã đưa sẵn một số video của mình vào và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn cách mà đưa vào. Thì trước tiên thì chúng ta cần phải tạo một cái trang mới. Và đặt tên trang thì các bạn đặt tên tiêu đề của cái video mà mình muốn đưa vào. Ví dụ ở đây mình muốn đưa cái video về hướng dẫn làm giá đỡ laptop. Rồi thì cái vị trí đặt là các bạn đặt ở dưới cái video YouTube. Rồi mình sẽ tạo ra cái trang này. Thì sau khi tạo được cái trang này rồi thì ở cái mục này thì chúng ta sẽ là nơi cho chúng ta chèn cái video của mình vào. Thì trước tiên thì chúng ta phải lấy cái đường dẫn của cái video của mình bên kênh YouTube. Thì đây là mình sẽ đưa cái video này. Rồi do cái video này là do mình tạo ra cho nên là khi xuống phía dưới phần chia sẻ thì các bạn sẽ thấy được cái đường dẫn của nó. Chúng ta chỉ việc copy cái đường dẫn này vào. Còn nếu các bạn muốn chia sẻ một cái video nào bất kỳ thì chúng ta cũng có thể là chép cái đường dẫn trên này. Rồi sau đó thì mình sẽ vào cái thư mục là chèn và YouTube. Sau đó các bạn dán cái đường dẫn vào đây. Rồi. Ở đây thì nó sẽ cho chúng ta chọn cái mức độ hiển thị. Thì mình sẽ chọn mức độ hiển thị là 640x360 và lưu lại. Thì đây là cái mức độ, cái khung hình của cái mà mình vừa chọn. Hoặc nếu không thích thì các bạn có thể là chọn lại ở những cái mức khác. Thì nó sẽ thay đổi cái khung này, thì cái đó là do sở thích của các bạn. Rồi sau khi chọn xong rồi mình sẽ lưu lại. Sau đó thì chúng ta lưu lại cái trang này. Rồi như vậy là chúng ta đã đưa được cái video từ cái kênh YouTube của mình sang một cái trang web cá nhân. Thì vì sao mình phải làm như vậy? Thì nếu có cái kênh YouTube của các bạn mà có ít người theo dõi thì cái khả năng mà người xem họ thấy được cái video của các bạn làm ra thì rất là thấp. Do Google ưu tiên đưa ra cái lựa chọn cho những cái video mà có cùng nội dung mà đã được làm trước đó và có nhiều người xem. Do đó thì để tăng cái khả năng mà người xem có thể xem được video của bạn thì các bạn nên đưa sang những cái trang cá nhân. Và nếu trang web của các bạn có nhiều người truy cập vào thì khả năng người xem sẽ tiếp cận được cái video đó sẽ càng cao. Thì sau khi xem vào đưa vào rồi thì chúng ta có thể là xem cái video trực tiếp trên cái trang web cá nhân của mình mà không phải vào cái kênh YouTube nữa.